Góc vườn âm nhạc. Pour un serpent de Bible a brisé son empire, bleu de l'enfer, couleur amour. Origami, có nghĩa là nghệ thuật gấp giấy, là tựa đề album phòng thu vừa được phát hành của Julie Petri. Thành danh kể từ đầu thập niên 1980, cô hiện là một trong những giọng ca chính của vòng lưu diễn các thần tượng tại Pháp. Trong số những bài nhạc ăn khách của Julie Petri có hai bài từng được đặt thêm lời Việt, đó là hai nhạc phẩm Eve Lève-toi và Magdalena. Phiên bản cao cấp của tập nhạc phòng thủ thứ 8 của Julie Petri bao gồm 11 bài hát mới và hai bản song ca bổ sung. Lần này, nữ danh ca người Pháp hợp tác với nhiều tác giả ở độ tuổi 30, cho thấy rằng trong vòng 4 thập niên sự nghiệp, Julie Petri liên tục thay đổi hình ảnh và phong cách để có thể trụ lại sau nhiều trào lưu âm nhạc. Album này có sự góp mặt của nữ ca sĩ Liu qua nhạc phẩm Femme du Sud, Phụ nữ phương Nam, còn Anne Silla từng đoạt giải nhất cuộc thi The Voice All Stars ghi âm với Julie Petri bài hát À quel âge, đến tuổi nào, nói về quan niệm về tình yêu của người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Được phát hành trong tháng này dưới dàn đĩa nhựa cũng như trên các nền tảng trực tuyến, bản song ca là trích đoạn mới được quảng bá cho album phòng thủ thứ 8 của Julie Petri. Dis-moi à quel âge on n'aura plus mal l'amour. Sais-tu vers quelle heure pourront enfin se reposer nos cœurs? Dis-moi à quel âge on n'aura plus le mal d'amour. Sais-tu vers quelle heure? Dis-moi vers quelle heure? Sinh tại Algérie trong một gia đình người Pháp, Julie đã theo cha mẹ hồi hương vào năm 1962, sống một thời gian ở vùng ngoại ô thành phố Rouen, rồi về thủ đô Paris lập nghiệp. Từ thời niên thiếu, Julie đã nuôi mộng trở thành một ngôi sao sân khấu, nhưng theo lời khuyên của gia đình, Julie đã cố gắng học hành, tới nơi tới chốn. Sau khi đậu tú tài, cô lên đại học, và chính vào năm học cuối cùng, trước khi tốt nghiệp ra trường, Julie Petri mới ký được một hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp đầu tiên. Vào năm 1976, Julie lúc ấy mới 21 tuổi, đã trở thành thành viên của nhóm La Bande à Basile, gợi hứng từ các nhân vật hài kịch hóa trang Commedia dell'arte của Ý. Trong đoàn diễn viên này, Julie vào vai một cô gái du mục. Từ đầu những năm 1980, Julie đã tách ra riêng và khởi nghiệp hát solo. Cô thành danh với album đầu tay do Jean Schultes thực hiện và tác giả Jean-Marie Moreau, trước khi lập kỷ lục số bán nhờ hợp tác với nam danh ca François Feldman, đã thành công trong việc lancer Julie Petri như một ca sĩ nổi tiếng. Nhạc phẩm Magdalena từng được tác giả Hoài An đặt thêm lời Việt. Giai đoạn huy hoàng của Julie Petri là vào những năm 1986-1991. Đó là thời kỳ cô ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách và nổi bật hơn hết là nhạc phẩm Eve Lève-toi do Julie sáng tác về ghi âm, nói về phong trào nữ quyền, dùng biểu tượng của Eva để phản ánh sự vùng dậy đầu tiên của người đàn bà. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Khúc Lan viết thêm lời cho nữ danh ca Khánh Hà thành nhạc phẩm Nàng Eva Địa Đàng. Đôi mắt đã tình kìa em một con gian xinh, hồn em chìm trong thanh kinh đã thắm xanh màu màu của ân tình yêu ngàn trên đá xanh nụ hoa đôi.
nhã trang, trái cấm tắt em dịu đắng môi nồng, càng say càng mê đắm thay tình yêu thành muôn thuở hỡi ever. Đôi mắt mơ màng tình yêu vẫn luôn đắng cay, ta muốn thoa thay ever nàng ơi nàng, hãy nhìn ta đến quay cuồng say sưa dòng hát nàng lòng lòng bay theo chiều gió. Ever nàng ơi nàng, bay tiếng ta đang mong chờ cho cô gái ấm lòng tựa tình yêu ta vừa lớn. Từ giữa những năm 1990 trở đi, Julie Petri xa lánh ánh đèn sân khấu và sống một cuộc sống kín đáo hơn. Cô lập gia đình, dành thêm thời gian cho việc dạy dỗ con cái. Khi xuất hiện trở lại vào đầu những năm 2010, Julie tham gia chuyến lưu diễn của những thần tượng, La Tournée des Idoles, và đợt trình diễn Star 80 của những ngôi sao nhạc pop thập niên 1980. Tuy không thành công liên tục qua nhiều thập niên liền như Mylène Farmer, nhưng Julie Petri cũng như Jeanne Mas đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc Pháp những năm 1980. Hai nhạc phẩm En Rouge et Noir hay là Eve Lève-toi đều nói về sức bền bỉ chịu đựng của phái nữ. Đôi khi một tờ giấy gấp nhỏ lại bền như sắt và nói lên được rất nhiều điều, tầng lớp ý nghĩa thêm đa chiều. Muôn thuở tình yêu là sức mạnh của phái yếu.